Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Mạnh Phát. Và ngày hôm nay Mạnh Phát sẽ giới thiệu cho mọi người một phiên bản xe điện 3 bánh rất là tiện và rất là đa năng nhá. Phiên bản này có một mức giá cực kỳ hợp lý, nhưng mà cái tính năng nó mang lại thì lại cực kỳ tiện lợi nhá. Một chiếc xe rất là tiện, và chiếc xe này có chiều dài là 2m1, chiều rộng là 1m1 nhá mọi người nhá. Một chiếc xe có thể vừa chở người được, vừa chở hàng được. Đấy. Hiện tại thì xe mái che đang rất là hot, nên sản phẩm này có thể là các bác quên mất là Mạnh Phát vẫn đang bán luôn. Nhưng sản phẩm này có một tệp khách hàng rất là riêng, bởi vì nó rất là tiện và quan trọng nhất là cái giá thành của nó thì cực kỳ hợp lý nhá. Đây mọi người nhìn này, chỗ ngồi đằng trước rộng rãi cho một người ngồi thoải mái đúng không ạ? Chỗ ngồi đằng sau của chúng ta có thể cho đến 3 người lớn ngồi luôn ạ. Đây mọi người nhìn, ngồi như này đã được 3 người chưa ạ? Đây, 3 người vừa như Mạnh Phát thì ngồi là ok. Còn nếu mà to thì khoảng độ trên 80 cân thì ngồi 2 người thoải mái, còn trẻ con thì chắc chắn là ngồi 3 người hoàn toàn ok rồi đúng không ạ? Và phiên bản này có một cái màu vàng kem rất là đẹp và nhìn cực kỳ bắt mắt nhá. Đây. Một chiếc xe được trang bị bánh là toàn bộ là bánh 300-10 nhá. Đây là cái tính năng chở người của xe, còn chở người thôi là chưa đủ. Chiếc xe này chúng ta có thể chở được cả hàng nữa nha mọi người nhá. Đấy. Đằng sau xe có một cái cốp này. Cốp này dung tích nó khoảng 30 lít. Đấy. Vừa có tác dụng là để hàng, vừa tác dụng là chúng ta sẽ bảo vệ đằng sau để khi mà tránh va quệt. Nhưng mà cái cốp này chở hàng thì không thể nói là một chiếc xe này có tính năng đa dụng được đúng không ạ? Đây, cái chở hàng chính của nó nằm ở đây. Đây mọi người nhìn ạ. Một cái cốp đằng sau rất là rộng, có thể chở lên đến 2 tạ hàng luôn ạ. Đây. Và chúng ta sẽ có giấy tờ nhập khẩu chính hãng từ nhà máy luôn. Đấy, cực kỳ sắc nét và rất là chi tiết nhé. Đây, đây, thông số kỹ thuật, mọi thứ là đầy đủ nhé. Đây, màu xe được thiết kế rất là đẹp và bắt mắt, màu vàng kem này là màu mới nhất năm nay và màu này đang rất là hot nha mọi người nhé. Chiếc xe này như Mạnh Phát chia sẻ, chiếc xe này được trang bị lên đến 6 bình ắc quy nhá. Và bình ắc quy nó sẽ được lắp ở đây. Đây mọi người nhìn này, 6 bình ắc quy. Mỗi bình ắc quy là 7 kg. Và cho quãng đường di chuyển lên đến 100 cây một lần sạc nhá. Động cơ công suất cực đại lên đến 1500W nhá mọi người nhá. Đây. Đấy, rất là khỏe nhá, một chiếc xe cực kỳ khỏe và cực kỳ tiện. Xe thì có cả phanh tay và phanh chân luôn. Bình thường là chiếc xe sẽ có hai phanh tay bên này này. Đấy. Một phanh chân của chúng ta là ở bên phải. Đấy, và nó có thêm một phanh tay cố định xe ở đây nữa. Rất là tiện và rất là chi tiết, bởi vì chúng ta chở hàng nặng, sợ để trên dốc cái hãm phanh đây chưa đủ thì chúng ta sẽ hãm thêm cả ở phanh tay nữa. Đấy, rất là an toàn đúng không ạ? Nếu như anh chị mà ở những cái khu đô thị này, hay những khu resort, hay những khu farm, cầm một chiếc xe gọn, nhẹ, tiện lợi để dễ dàng trong cái việc là di chuyển là một này, hay là chở đồ, chở hàng ấy, tiện lợi mà gọn ấy, thì đây là một chiếc xe nó rất là phù hợp. Bởi vì Mạnh Phát cũng đã từng gặp rất là nhiều các bác anh chị cần phải một chiếc xe để chúng ta phải chế cơ. Mua một chiếc xe điện về rồi chế cái thùng đằng sau, chế thêm bánh đằng sau để lôi thì nó rất là cồng kềnh, và có khi chi phí chế vào nó còn đắt hơn cả mua chiếc xe này luôn á. Vì chiếc xe này giá cực kỳ hợp lý nhá các bác nhá. Đây Mạnh Phát sẽ đi thử cho mọi người xem này. Đây, lái rất là dễ và rất là khỏe nhá. Đây, các mọi người nhìn này. Chúng ta sẽ thử lên cả vỉa hè luôn này. Kênh một bánh lên vỉa hè nhá. Đây mọi người nhìn này. Đây. Đấy, kênh một bánh lên vỉa hè này. Xe đi không có vấn đề gì cả đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đi thử nhá. Lên cả vỉa hè như này này. Đây Mạnh Phát sẽ đi thử luôn này. Đây. Đấy. Bánh nó là bánh 300-10 mà, gầm nó cao thoáng đây. Địa hình ở trên cái này là rất là gồ ghề nhá. Mạnh Phát sẽ đi thử luôn này. Đây. Đấy. Đi rất là dễ và rất là tiện. Xe thì có 3 số tiến, 1 số lùi. Đấy, đèn còi xi nhan là đương nhiên là đủ rồi, đúng không ạ? Đây. Số lùi ở đây này. Đấy, ga xe sẽ đi lùi. Đấy, tiến ở đây. Đấy, số 1, 2, 3 sẽ nằm ở đây ạ. 1, 2 và 3. Còn bên dưới này là có các đèn pha nhá. Đấy, xi nhan thì tiếp hai bên này. Còn bên này chúng ta sẽ có pha cốt, xi nhan này. Đấy, còi này. Đấy, mặt đồng hồ thiết kế to, đẹp, rõ ràng và cực kỳ chi tiết nhá mọi người nhá. Một chiếc xe như này là rất là tiện đúng không ạ? Đây, này, giả sóc trước cũng rất là to để chúng ta tải trọng tốt nhá. Đây, nhìn ngoại hình đẹp, sáng đúng không ạ? Đây nhá, Mạnh Phát sẽ mở cái kênh ở xe cho mọi người nhìn bên dưới khung gầm này. Khung gầm của xe được làm cực kỳ chắc chắn luôn. Đây cho mọi người nhìn, chắc lắm ạ, nhìn xe yên tâm luôn ạ. Tải trọng tốt nhá. Đấy, mà giá chiếc xe này thì cực kỳ hợp lý. Đối với phiên bản xe điện 3 bánh SX Long. Đấy, chở hàng này thì Mạnh Phát đang bán với mức giá là 25 triệu nha mọi người nhá. Đấy, SX Long chở hàng phiên bản này có mức giá là 25 triệu và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhá. Đấy, rất là tiện đúng không ạ? Và xe được bảo hành nữa. Khung sườn động cơ là 3 năm, ắc quy 18 tháng, hệ thống điện là 12 tháng nhá. Đấy, ắc quy chính hãng và xe nhập khẩu chính hãng nữa. Nên mọi người mua một chiếc xe như này đi lại cực kỳ tiện. Đấy, vừa đưa đón trẻ con đi học được đúng không ạ? Mà vừa có thể chở hàng được, mà quan trọng là giá của nó thì cũng chỉ xem những cái chiếc xe máy điện bây giờ thôi, không chênh lệch là đáng là bao cả. Nhưng mà tính năng của nó thì
rất là tiện đúng không ạ, mà quãng đường di chuyển cũng ấn tượng, lên đến hàng trăm cây một lần sạc, mà bởi vì được trang bị 6 bình ắc quy 72V mà, nên nó khỏe lắm nha mọi người nhá. Đấy, mọi người có nhu cầu về cái sản phẩm xe điện 3 bánh SX Long này thì có thể liên hệ với Mạnh Phát để được nhân viên tư vấn nhá. Sản phẩm này đang có hai màu, một là màu vàng kem như này, hai là màu xanh lá cây nhưng mà dạng kiểu xanh nhạt, rất là đẹp nhá. Đấy thì mọi người nhấc máy lên và alo cho Mạnh Phát qua số điện thoại là 0866 903 993 hoặc là 0358 993 993 để được nhân viên của Mạnh Phát hỗ trợ và tư vấn cho mọi người chọn được màu xe phù hợp và đẹp nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.